Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Real Life Craft. Và trong thời gian như hai tập á, thì mình cũng đã dọn dẹp đồ qua một nơi ở mới để sống cho nó an toàn hơn nè, cũng như là xây được một phần của căn nhà rồi. Và mình sẽ cố gắng xây căn nhà này cho nó cao cao một xíu và an toàn hơn nữa, để mình có thể phòng chống trước sự tấn công của mấy con quái vào ban đêm nhá. Và mình cũng có làm được một chỗ để mình có thể chăn nuôi bò nè, cừu nè. Sắp tới thì mình sẽ nuôi thêm gà nữa để cho có thêm vật liệu và chế tạo dụng cụ nhá. Rồi, và nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay của mình đó là sẽ đi mai để tìm thêm khoáng sản, đặc biệt là sắt, tại vì nguồn sắt của mình bây giờ nó cũng gần hết rồi, và cố gắng tìm thêm kim cương để làm một bộ giáp kim cương cho nó tốt luôn. Và trước khi đi thì mình cần phải nâng cấp đồ của mình lên và mình sẽ làm một cái bàn enchant nhá. Đây mình sẽ lấy ra 1-2 quyển sách nè, lấy thêm một ít cái obsidian nữa. Rồi giờ thì làm cái bàn enchant luôn thôi. Bàn enchant thì làm theo công thức như vậy. Đó, mình đã được một cái bàn enchant rồi. Giờ thì mình chỉ cần chế tạo thật là nhiều những cái kệ sách thôi. Kệ sách hình như mình cũng có mang qua một ít đúng không ta? Hình như mình không có mang theo kệ sách rồi. Từ từ mình sẽ quay lại và lấy kệ sách sau. Còn giờ thì chế tạo tạm một ít cái kệ sách trước nha. Mình cần khoảng 15 kệ á. Để coi nào, 12 rồi nè. Vậy là cần phải cưa thêm gỗ rồi. Mình còn có một xíu thôi, tại vì gỗ sồi mình dùng khá là nhiều trong việc xây dựng ấy, nên bây giờ cần phải cưa ra thêm. Và mình sẽ đặt cái cửa trên nè, gỗ xoài phía dưới. Đó, đã có gỗ. Và giờ làm thêm 3 cái kệ nữa là đủ. 1, 2 và 3. Rồi, mình đã được 15 kệ sách rồi. Và bàn enchant thì mình sẽ đặt ở bên trong căn nhà này luôn nhá, để cho việc enchant nó an toàn hơn. Và mình sẽ đặt ngay ô trứng sữa là ngay đây đúng không? Mình sẽ đặt ngay đây một cái. Ui, phải gỡ cái này ra mới được. Rồi. Thì ra mình phải nâng cái magic lên à. Vì mình cần phải nâng thêm rồi. 1. Ui, hết kinh nghiệm. Hết kinh nghiệm rồi. Bên trong lấy cái quyển sách kinh nghiệm của mình đâu rồi? Đây, quyển sách kinh nghiệm của mình đây. Mai mà mình còn để dành ở trong đây á. Rồi, giờ thì chỉ cần nâng cái dòng magic lên cấp độ 12 thôi. Đó, 12 rồi nè. Nãy giờ thiếu cấp độ phép thuật chứ. Rồi, đặt cái này ra một cái đi. Đặt cái bàn chế tạo đi, bàn enchant này xuống. Kế tiếp đặt những cây sách ở xung quanh để cho nó có cái dòng chữ chạy vào bên trong cái bàn enchant đấy. Đặt theo như vậy. Mình cũng có thể đặt sâu vào bên trong luôn. Rồi giờ thì nó đã lên được 30 level rồi nè. Và cái này là versatility. Mình chưa biết công dụng của dòng đó là để làm gì nữa. Cái khiên thì sao? Ui, cái khiên còn tại vì cái khiên này khi mình che chắn như vậy nè, con quái nó đánh mình đúng không, mình có thể đập một cái là nó sẽ bị đẩy lùi ấy, thành ra mình cũng có thể enchant được nó. Nhưng mà giờ mình hết kinh nghiệm rồi. Thôi tạm thời mình sẽ cho kinh nghiệm vào trong quyển sách này, rồi khi nào mình về thì mình sẽ enchant sau nhá. Rồi cắt từ quyển sách này vô đi, rồi sau đó đi mai luôn. Gỗ thì mình sẽ cho vào ba lô nè, cho vào. Và lần này mình không biết có nên mang ba lô nữa, thì giáp nếu mình gỡ ra thì giáp mình cũng rất là yếu luôn. Rất là khó rồi. Thì trong đây chỉ có mỗi cái ba lô này là mình có thể mặc được thôi ấy. Nếu mang ba lô thì ok, cũng tạm ổn đi, kệ không sao, mặc ba lô luôn. Rồi và giờ thì mình sẽ đặt cái tấm thảm còn thừa này xuống ngay tại vị trí này. Rồi vườn cái giường thì mình sẽ mang theo nè. Thiếu nữa, cất cái này vô nè, mang theo cái đồ lọc nước ra để một xíu mình còn uống nước nữa. Rồi cất vào. Giờ mình có thể đi được rồi đó. Và khu vực đi mai thì mình cũng đã có luôn rồi. Đó chính là cái hang gần cái cây cổ thụ nè. Đợt trước mình gặp nhưng mà mình chưa có dám đi xuống ấy. Bây giờ thì xuống dưới và khám phá luôn thôi. Nó chưa gì đã có quái phía dưới rồi kìa. Ui, con gì đây? Ui. Wow, cái con này rơi ra obsidian hả? Ui, tốt vậy. Gặp mấy con này hoài thì thích lắm luôn á. Khỏi phải đi đào hát diêm thạch các bạn ơi. Rồi giờ thì lấy sắt thôi nào. Giờ mình sẽ cố gắng farm thật. Cái gì vậy? Ui, đào sắt mà cũng rơi ra quái vật nữa hả? Trong đây cái gì nó cũng có thể nấp được hết á, mấy con quái vật ấy. Ui, mình không có mang theo cái băng gạc đúng không? Ủa đúng rồi, mình phải mang theo cái đồ trị thương nữa ấy, nếu không thôi là không có trị thương được đâu. Mới xuống à mà gặp cái con quái vật nó nấp rồi. Đây, đồ trị thương của mình là mình mang nhiều một xíu. Một xíu mình còn quấn nữa chứ. Nhưng mai cần phải mang theo thật là nhiều đồ trị thương mới được. Rồi, giờ thì mình sẽ lại đây và cho một ít vào trong cái ba lô thôi, một xíu quấn sau. Rồi giờ đi tiếp nào. Ôi sợ mấy con đó ghê luôn. Rồi xuống dưới lại thôi. Nhưng mà lần này không có hù như vậy nữa. Hù như vậy có ngày đứng tim mất. Ui sắt nó nhiều chưa nè. Chắc là hết rồi đó. Nãy giờ xuất hiện 2 con chắc hết rồi. Chứ núp hoài sao người ta đi mai được. Rồi giờ thì đào thật là nhiều thôi nào. Và hy vọng rằng á, cái hang này sẽ dẫn sâu sâu xuống dưới một xíu để mình có thể dễ dàng tìm được kim cương hơn ấy. Nói gì thì nói chứ kim cương vẫn là thứ quý giá cũng như là đáng tìm nhất. Sắt thì khó cũng được mà không có cũng không sao đâu. Rồi lấy thêm sắt ở đây nữa. Ui nhiêu vậy. Rồi đi thôi. À bên đây còn nữa nè. Ồ ở trên là đất. Và ở đây có nước hả? Chỗ nước thì mình sẽ để dành ấy. Để nhiều khi mình hết nước đột ngột thì mình cũng có thể lại đây và chúng ta múc nước và múc uống ấy. Rồi đi tiếp thôi. Đi sâu xuống phía dưới và kiểm tra luôn. Ui chưa hết mình thấy tên của con vật rồi kìa. Con Kobo. Ui mấy con nhện hả? Dạ. Ui con nhện nó kẹp mình á. Ui. Ê, bậy Ripper ơi. Ui, chết rồi. À, dương đồng kích tay này. Mấy con Ripper nó định hội đồng mình ấy. Nhưng mà mai mình để ý á, không thôi là pha nãy bị 2 con nó hội đồng nổ một phát là thế nào cũng chết rồi. Ồ, phải rất là cẩn thận đây. Ui, dưới có con gì nữa kìa. Ui, con này sông môi à. Làm gì môi đỏ thế. Dạ. Là ở đây làm gì, đi ra chỗ khác đi. Chỗ người ta đi mai lại đây. Ui tử thần còn đây nữa hả. Nhặt những thứ cần thiết thôi. Nhặt cái này vô nè. À không, thuốc súng thì không cần đâu, có thể vứt. Đây vứt thuốc súng ra, nhặt cái da bò về ấy. Rồi lên trên và lấy sắt thôi. Ở trên mình còn thấy sắt ấy, bỏ thì phí lắm nên phải quay lại và lấy thôi. Đây sắt đây nè. Hiện tại thì trong đây nó tối thui ha, tại mình có cái nhẫn nhìn trong bóng đêm ấy, thành ra nhìn nó sáng vậy thôi á, chứ thật ra trong đây không có miếng ánh sáng nào hết. Quái nó vẫn xuất hiện như bình thường. Nhưng mà thôi mình không cần phải chế đuốc đâu. Tại vì chế đuốc thì mình sẽ ui sẽ tốn thêm than ấy. Và mình phải mất công đào nữa. Mình khá là lười đào mấy cái than. Chủ yếu là thích đào sắt thôi. Ui con gì nữa vậy. Có ngọn mấy con có ngọn lửa tím mạnh dữ lắm luôn ấy. Ui ô ui skeleton cầm càng kìa. Ui con Ripper hồi nãy nó đánh bom cảm tử ấy. Ui con skeleton cầm càng. Ui mấy con này chiến đấu ghê quá. Dám ra đây hả. Ui mấy con ma trời này. Rồi nhặt cái Ender Pearl vào. Và sau đó mình sẽ quấn một xíu đi. Chứ nãy giờ mình bị thương rồi đó. Ui nguy hiểm cực. Toàn là tấn công vô vùng chân của mình thôi. Ui sợ thiệt á. Nè cái phần chân của mình nó còn có 1 trái tim thôi ấy. Gán quấn cho nó lành chết chân hẳn lên cái đã. Ở đằng trước mặt mình có thêm sắt kìa. Mình sẽ lại đây và lấy sắt luôn. Ui thôi mấy anh ơi. Chơi hù vậy em có vui đâu. Thiệt tình mấy anh này luôn á. Rồi ở đây còn nè, lấy luôn. Và đi ra hướng bên đây tiếp coi. Bên đây là một cái hồ nước. Ui có chuột nè. Chuột nè. Chuột không rơi ra gì hết hả. Ui. À núp nè. Mấy con Ripper này ưa ha, núp sau lưng mình để nổ lén lắm. Và ở đây mình vô tình phát hiện có một ít sắt nè. Mình sẽ lấy mang về luôn. Rồi nhặt sắt vào. Nhặt sắt. Rồi ở đây thêm một ít nữa. Còn con gì không. Có vẻ hết rồi đó. Giờ thì à đây còn sót. Ui phù thủy. Hello phù thủy. À mà cẩn thận. Phù thủy chọi thuốc độc được á. Kìa mới chọi thuốc làm chậm mình kìa. May mà mình cảnh giác á. Chọi thuốc độc hả. Ui gơi ra thì mình lụm luôn. Gơi ra cái băng bandage đấy các bạn. Ui con gì mới gương cung ấy. À đây núp ở đây. Núp nè. Ui con gì màu tím nữa hả. Ui là mấy con này nữa. Ui chết rồi, mình xuống nhầm địa bàn của mấy cái con này rồi, xuất hiện hoài luôn á. Ui để coi. À cạp cho phần đầu mình. Nhưng mà phần đầu mình nhiều máu rồi. Nên không có sợ cho lắm. Rồi giờ đào sắt thôi nào. Và có vẻ cái hang này rất là nhiều sắt để cho mình đào luôn ấy. Nãy giờ đào được quá trời luôn rồi nè. Kệ không sao, chịu khó bị người ta quánh một xíu. Nhưng mà có sắt mang về là vui rồi. Giờ thì mình sẽ ăn vô một cái đi. Nãy giờ quánh nó bị đói bụng ấy. Và mình sẽ đào sắt ở phía trên nữa. Đó đào hết về. Lượm vào. Có vẻ cái hang này hơi cạn rồi. Giờ mình thấy nó gần bít đường rồi nè. Ui ui, lại là mấy con thấy không? Sơn môi này. Sơn môi đổ quét rồi các bạn ơi. Kệ, không sao, gặp nó mình quýnh luôn, sợ gì, dầm ba mấy con đó. Rồi, giờ thì đập thêm một ít xác ở đây nữa. Ừ, nhiều xác đi, nhiều xác càng tốt. Rồi, lấy về. Ui, nghe tiếng con gì đây? Ở đây mấy cái thịt con này không biết có ăn được không ta? Ui, thịt con này cũng nấu ăn được nữa hả? Nhưng mà hồi đi thịt của quái vật ăn vô, nhiều khi mình thành quái vật luôn á. Ui, mà nghe tiếng con gì nó kêu hoài vậy ta? Kìa, ui, mình kêu có tên kìa. Ủa, tên của con gì vậy? Trong đây có một vài con vật nó có tên luôn ấy các bạn ơi. Không đùa được đâu. Nhưng mà chưa biết cụ thể nó là con gì thôi. À, có sắt nữa. Được. Rơi ra gì chứ, rơi ra sắt là mình thích hả? Rồi, lượm luôn. Ui, nó gần lắm rồi kìa. Đừng là quái vật nha. Hay là con chuột ta? Không, con chuột hồi nãy là con cô bố mà. Ui, con sương môi màu xanh. Vậy là con này có nhiều màu lắm. Ui, nãy giờ mình hết gặp mấy con màu đen, màu đỏ, giờ tới con màu xanh rồi. Ui, và nó cũng rơi ra da bò cho mình nữa. Và đây, ấy da. À, ở đây canh me canh chua, nè. Này thì canh người khác lên để bắn hả? Rồi, và đây có sắt thì mình sẽ lấy về luôn. Có vẻ chuyến đi mai này bội thu rồi đó, được quá trời sắt rồi nè. Về mình có thể thay cái quần sắt mới rồi, mặc cái quần sắt rách này hổm rai rồi, nên nghĩ là phải thay rồi đó. Ấy da. Ui, cái con quái vật kia nó rơi ra thạch anh cho mình. Nhưng mà nó cứ... Ui, nó cứ như vậy thì đứng tim mất. Đào cái quận nào cũng phải chuẩn bị tâm lý là có quái vật xuất hiện hết các bạn ơi. Thấy vậy chứ sợ lắm luôn ấy. Cứ hù như vậy hoài à. Và trên kia còn đường kìa. À, đây còn sắt nữa. Rồi, lấy sắt luôn. Và nếu như mình có nhiều kim cương một xíu thì mình sẽ ưu tiên làm một cái nhẫn cho mình cái hiệu ứng resistance đấy. Yeah. Ui, con màu vàng. Con này quýnh mạnh quá. Ui, mình quýnh rơi cái tay của nó ra luôn nè. Và mình được 48 với một stack sắt rồi nè. Quá trời luôn, tuyệt. Rồi, giờ thì xuống dưới tiếp thôi. Phía dưới này có vẻ sâu hơn. Ủa đây đường cũ mà. Ủa, cái này đường cũ mà. Ồ, có vẻ cái hang này cùng đường rồi. Vậy là bây giờ mình phải tìm một cái hang khác không ngờ. Ấy da. Ui, con chuột gì ngộ vậy? Ui, con chuột. Ấy da. Con chuột này. Ui, con chuột cắn một phát mình khát nước luôn kìa. Ui, may quá. Con chuột gì đâu nhiều màu vậy. Tính ra mấy con vật này thích sơn môi lắm luôn á. Chuột mà cũng biết sơn môi nữa. Thôi, ở đây nguy hiểm quá. Lên thôi. Giờ mình sẽ tìm điện lên thôi các bạn ơi. À, ở đây còn con quái vật gì nữa nè. Nè, lại là quái vật son môi màu xanh ạ. Son môi, tử thần ra đây. Rồi, nhặt đồ vào. Coi cái đồ có rớt trọng không. Có vẻ đồ không rớt trọng rồi. Thôi giờ thì tìm một cái hang khác để chúng ta đào mai thôi các bạn ơi. Mình đã về nhà và dọn dẹp đồ xong rồi. Bây giờ mình sẽ chia mấy cái sắt này ra nấu các bạn ơi. Để một xíu về mình còn có sắt để sử dụng nữa. Rồi, giờ thì cho vào hết mấy cái lò nung này luôn. Cái nhà này nó còn hơi chật ấy, nên mình tận dụng cái phần sàn để đặt mấy cái lò nung. Nhưng mà nấu như vậy thì nhiệt độ nó sẽ bị tăng ấy. Nhưng mà có cái máy lạnh này cũng đỡ hơn một xíu. Và giờ thì mình sẽ lấy cái quyển sách chứa kinh nghiệm của mình ra. Và mình được 27 level hả? 27 level để mình coi mình enchant cái cúp được cái gì không. Hoặc là lấy một quyển sách ra để enchant thử coi. Mình sẽ lấy một cái này ra, một ít cái lưu ly và sách. Rồi, ra ngoài nào. Hy vọng sẽ ra cái hiệu suất ấy. Tại vì mình cần hiệu suất vào cái cúp kim cương. Efficiency 2. Cần 10 cấp độ. Không biết có nên không ta. Nếu mình enchant bây giờ thì sắp tới mình cần phải chế tạo cái bàn xóa cái dòng cường hóa ra ấy. Tại vì Efficiency 2 thì không có tốt. Còn quyển sách thì sao? Quyển sách này cũng không được luôn. Cái cung thì sẽ cho dòng flame. Thôi chắc tạm thời mình sẽ enchant để lấy cái efficiency 2 luôn nhá. Để đào cho nó nhanh. Chứ cái này đào còn hơi chậm ấy. Rồi. Được cái thành tựu enchant luôn rồi kìa. Ổn rồi đó. Giờ cấp kinh nghiệm vô đây đi. Để kẻo mất. Rồi giờ thì chúng ta sẽ lại đây. Cất quyển sách này vào. Cất mấy cái lưu ly nè. Cũng như là mấy quyển sách này. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục đi đào bới. Trong lúc chờ đợi mấy cái sách này nấu ra nhá. Và trong thời gian với hai tập á, mình cũng có đi lanh quanh cái khu vực này và phát hiện gần nhà mình có khá là nhiều mấy cái hang. Cái này là cái hồ thôi, cái hang hình như nó đâu hướng bên đây nè, mình cũng không nhớ rõ vị trí nữa. Đúng rồi, đây nè. Đó, rồi giờ thì đi xuống dưới luôn thôi. Và hiệu ứng navigation của mình vẫn còn. Ui. Da. À. Ui, mấy con này ban ngày như nó hiền á. Ui, mới nói hiền mà quýnh mình rồi mấy con này. Rồi giờ thì đào thôi. Ui mình. Da. Ui. Con gì vậy? Ui mình được. Ui cái gì kìa, mình quánh con kia nó rơi ra cái đầu lâu ấy. Nè, mấy con lửa này nè. À, đây có cái spawner của nó hay gì. Ui mấy con đó kiểu như đánh bom cảm tử vậy á. Ui mình không mở được cái rương luôn. À đây được một giáp sói kim cương. Wow, cái lọ thuốc trên thì mình có thể lấy nè, lọ thuốc dưới thì chắc không cần đâu, được một cái bong bóng nữa chứ. Ok, có cái mang về chơi rồi. Mấy cái này thì không cần. Bên đây thì táo vàng, bong bóng, yên cưỡi, xương hả? Xương thì cất tạm ở đây đi, khi nào rảnh xuống đây lấy sao. Và một ít bánh mì cũng tạm ổn. Rồi, giờ thì sẽ cắt bớt đồ vô đây đi. Tự nhiên nó rơi ra cái school nè. Được tìm hai cái bong bóng nữa chứ. Rồi cắt vô. À quên, cái đĩa nhạc này không cần lấy đâu, đĩa nhạc kinh dị á, lấy về nghe sợ không dám đi ngủ nữa. Rồi đi tiếp thôi. Mới xuống là gặp thứ dữ rồi. Rồi một xíu về mình sẽ test thử coi cái bong bóng làm được gì nhá. Ui, mà nếu cái bong bóng giúp mình bay được thì tuyệt vời luôn á. Đi khám phá bằng bong bóng thì tiệc cứu mèo, nhưng mà sợ giữa chừng nó bị con gì quánh rồi nó lủng bong bóng ấy, rớt xuống chết thôi. Rồi ấy da, mấy con này khều sao quá. Rồi lấy thêm ớt xác ở đây nữa. Và khi đào mai á, mà chúng ta muốn tìm thêm nhiều xác á, thì tốt nhất là chỉ tìm mấy cái hang như vậy nè, dễ gặp xác hơn rất là nhiều. Chứ đào kiểu thẳng xuống tầng 11 á, thì rất là khó để tìm nhiều xác luôn. Rồi giờ thì mình sẽ cố gắng đi tiếp thêm một đoạn nữa. Tới khúc này thì đây còn nè. Ủa tưởng đâu hang cùng rồi chứ. Ồ đây vẫn còn nữa, lấy luôn. Còn thì cứ đào tiếp thôi. Và khi mình đào những cái quảng sát như vậy thì nó vẫn cho mình kinh nghiệm ấy. Tại vì ban đầu thì mình chọn đào khoáng sản để nhận thêm kinh nghiệm, nên việc đi mine đối với mình rất là tiện để farm thêm level luôn. Và bây giờ thì mình sẽ uống thêm một ngụm nước và tiếp tục đi sâu xuống cái hang này. Rồi đi tiếp thôi. Ui cái hang này có vẻ nguy hiểm đây. Đằng kia có lava nhưng mà mình không cần. Mình chỉ cần tìm mấy cái quặng sắt này để đào về thôi. Nếu sắt nhiều thì mình sẽ cố gắng nâng cấp hết mấy cái món vũ khí của mình lên thành đồ sắt luôn ấy. Cũng như cung nè, cung mình cũng có thể nâng cấp nó lên đó. Rồi ở đây thì ui nè, silver nè. Wow. Ui có silver luôn, tuyệt. Ở nhà mình có được cái áo, cái nón cũng như là cái mũ silver rồi. À không, mình còn thiếu cái áo chứ. Mình có cái quần rồi nhưng mà chưa có cái áo. Nếu mà có được nguyên bộ set giáp bằng bạc á thì cũng rất là tốt luôn. Tại vì set đồ bạc nhìn vừa đẹp nè, và cũng mạnh hơn đồ sắt nữa. Và giờ thì mình sẽ tranh thủ đào thêm ít sắt ở đây đi. Wow có vẻ nhiều á. Lấy về. Đây nữa, than thì không cần đâu. Lúc trước thì mình mấy cái tên này ưa núp nè, mấy cái tên này ưa núp lắm luôn á. Ui cứ núp trong mấy cái khối khoáng sản hoặc là mấy khối đá cuội như vậy nè, rồi một hồi đi ra hù mình hoài à. Ui không biết nói sao với mấy con quái vật trong đây luôn á. Ui đây là lava, thôi xuống dưới lava một hồi là bị nóng á, và bị nóng thì mình đâu có máy lạnh để hạ nhiệt kịp đâu, là sẽ bị sốc nhiệt và có thể dẫn đến cái chết đây, nên tốt nhất là tránh xa mấy khu vực có lava ra. Và bên đây mình đi rồi, còn bên đây thôi, đi qua bên đây nốt luôn nào. À trên này có sắt nữa nè. Ui không biết nãy giờ mình có để ui hình như mấy con này chỉ cần một hit của cây cúp á là ngõm à. Ồ thì ra là vậy, nãy giờ mình dùng kiếm mình quánh cả buổi trời mới tiêu diệt được, mà cầm cúp đập một phát một là lăn ra nằm một đống luôn. được vậy là cứ dùng cúp ha, đánh vô mấy cái con quái đó thôi. Rồi thằng kia còn sắt nữa kìa, nhưng mà xíu mình sẽ qua lấy sao, tại vì nó có lava ấy hơi nguy hiểm. Và ui đây còn nữa, tưởng đâu hàng cùng không có gì chứ. Rồi lấy về thôi, nãy giờ cũng được cá sắt rồi đó. Để coi nào, nãy giờ được một stack mấy rồi, một stack dưới 7 cái quặng sắt rồi. Vậy là có thêm sắt rồi đó. Sắp tới mình sẽ sử dụng thắt một cái thoải mái hơn, tại vì lúc mình chưa có đi mine thì rất là xài tiết kiệm luôn. Giờ thì có nhiều sắt rồi, thoải mái mà xài, không sợ hết nữa. Và coi nào. Ui lại cái spawner nữa hả? Ui đây nhiều spawner vậy. Gì đâu mà khu vực mới có một cái đường thôi đó mà 2 cái 3 cái spawner rồi. Ủa nãy mình thấy sắt ở đâu nữa ta? Ủa nãy mình nhớ mình mới đi ngang cái quặng sắt hả? À đây đây đây, quặng sắt ở trên nè. Ui từ từ vào cái spawner cũng được. Hy vọng đừng có con quái vật nổ vô nãy nha. Nó không có quánh mình, nó chỉ nhào vô. À không, nó quánh mình nhưng mà khi mình tiêu diệt á, rồi nó cũng sẽ tự phát nổ nữa, y như con Creeper vậy á. Còn thấy khó chịu hơn Creeper nữa chứ. Quái vật gì đâu á, kỳ cục mà. Rồi đây còn xác nè, tranh thủ lấy về luôn. Ở đây không to một hồi mình mê, mình quánh quái trong cái spawner á, mình quên lấy nữa. Ui skeleton. Nha, cầm kèn á, mấy tên này chỉ cầm chiến được thôi các bạn ơi. Thành ra mình cũng có thể dùng cung để tiêu diệt cái. Ui đây là ha. Ui, hình như hắn thổi kèn là mình bị đẩy lùi á. Có rơi ra kèn không? Ui cái này mà rơi ra kèn mình đem về mình dùng cũng được. Ấy da. Ê, chơi mà thổi kèn để người ta lùi là không vui đâu nha. Người ta đâu có chạy đâu, người ta chiến đấu mà thổi kèn vậy sao được. Rồi quay lại chiến đấu nào. Thổi kèn á. Thổi kèn cho nghỉ thổi kèn luôn. Bắn cho nghỉ thổi kèn luôn. Bắn cho nghỉ thổi kèn. Á, đâu rồi? À, núp hả, núp hả? Chơi mà núp nè. Chơi mà núp nè. Chơi mà núp là không thích rồi đó. Ui đây có vàng nữa nè. Và cái quặng gì kìa. Cái đó giống hết crystal sát lắm luôn ấy các bạn ơi. Đúng không ta? Nhìn rất là giống luôn. Ừ đúng rồi. Cứ 9 cái hết crystal sát á thì mình có thể làm được một trái tim á. Wow. Tuyệt. Rồi, trở lại đây thôi nào. Để thêm sắt nè và có thêm silver nữa. Tính ra cái hang này khá là giàu khoáng sản cho mình khai thác luôn. Chỉ thiếu mỗi kim cương thôi. Nãy giờ tìm kim cương mãi mà không gặp kim cương gì trơn à. Làm ơn cho người ta một ít viên kim cương để có thêm động lực để đào mai tiếp coi nào. Ở phía dưới kia có cái con quái vật gì nữa kìa. Mới thấy cái tên lướt ngang mất tiêu rồi. Mấy con quái vật trong đây nó có tên luôn ấy. Chưa mình ngó ở đây coi có kim cương không. Có vẻ không có rồi. Nè đây có thêm sắt nữa nè. À có crystal dust nữa. Ủa sắt chứ, 2 cái luôn. Vậy là mình được 3 cái rồi. Hết sảy. Rồi đào thêm một ít sắt nữa. Đó. Mình thấy rõ ràng có cái tên. Nè Violet Chupacabra. Ui cái con gì mà tên ngộ vậy. Violet Chupacabra hả? Ở dưới có redstone kìa. Một xíu mình sẽ xuống dưới để đào nó ra để lấy thêm kinh nghiệm ấy. Với lại redstone lâu lâu mình mới gặp được à. Và cũng có khá là nhiều công thức liên quan về redstone ấy. Nên lần này thì mình sẽ lấy redstone về luôn. Chứ không như những cái chuyến mai ở những lần chơi trước nữa. Gặp redstone toàn là bơ không à. Rồi qua đây lấy thêm sắt nào. Thì đây là con quái vật son môi nè. Hình như trong mỗi cái con quái vật son môi đều có một cái tên tử thần đó. Hình như là vậy á. Mình thấy mình quánh con quái vật son môi nào cũng rơi ra tử thần hết. Và nó có mấy cái spectral bonsai nè. Cái này dùng để chọi hả? Được một xíu mình sẽ gặp mấy con quái, mình test thử luôn coi có mạnh không. Hay là mình chọi một phát rồi nó tăng sức mạnh cho mấy con quái kia tiêu diệt mình ta. Nếu như vậy là tự mình bóp mình luôn á. Mà không sao, dù sao đó là một thí nghiệm của mình mà, một xíu mình sẽ thử luôn. Rồi giờ thì lấy một ít redstone này về. Nó đào redstone nó mau lên kinh nghiệm cực. Nó vừa rơi ra kinh nghiệm từ cái quặng nè, vừa cộng thêm kinh nghiệm từ cái việc nâng cấp cái kỹ năng của mình ấy. Nên có được khá là nhiều. Than thì không cần đào đâu. Rồi giờ thì lên trên thôi. Một xíu thì mình sẽ quanh ngược lại cái spawner hồi nãy sao cũng được. Tại vì cái đường đó cũng khá là gần. Rồi lấy thêm sắt ở đây. Ui hết. Không cho người ta khai thác hả? Rồi coi nào được bao nhiêu rồi. 6 cái rồi. 6 cái rồi đó, 3 cái nữa thôi là mình sắp có thêm một trái tim nữa rồi. Thế thì tuyệt vời còn gì bằng nữa. Rồi giờ thì chúng ta cùng nhau tìm đường để quay trở lại cái spawner nãy thôi. Đi một lúc thì mình gặp được cái khu mộ bóng hang luôn rồi các bạn ơi. Hình như cái này là cái spawner nữa hả? Ui con gì vậy? Con cá trên bờ. Ui được cái gì nè. Ui lần đầu tiên mình thấy cá mà có thể ở trên bờ mà quánh mình được luôn á. Tuyệt. Rồi và ở đây mình còn có thêm một ít cái thứ linh tinh nữa. Và đặc biệt là cái Cross Neck Play. Cái này có gắn vô được không? Nhưng mà cái này sẽ giảm cái tốc độ đánh, tốc độ mà không tốt tôi lắm. Thôi đi, đập luôn cái spawner này và lấy thêm ít cái hết crystal dust. Cái này từ từ mình sẽ mang về coi nó còn có làm được cái gì khác không nhá. Rồi giờ thì tiếp tục khám phá cái khu mỏ bỏ hoang thôi. Còn cái spawner mà gần cái đường xuống của mình á thì mình có thể khám phá bất cứ lúc nào mà, tại vì nó khá là gần cái khúc đầu của cái hang đó, cho nên giờ mình cứ tập trung vào việc khám phá cái khu mỏ bỏ hoang này trước đi. Rồi, tại vì trong ngày hôm nay nhiệm vụ chính của mình là đi mai mà, tập luôn cùng mỏ thì tuyệt vời còn gì đòi nữa. Rồi, ui. Trong đây thỉnh thoảng mình gặp tên có mấy cái con quái vật trong đây ấy. Cứ sợ sợ bị tấn công thôi. Thà nó trước mặt nó quánh mình không sợ, mình cứ sợ nó sau lưng nó tấn công tới, mình đỡ không có kịp. Gặp mấy cái... Ui, con này giống con heo vậy. Ui, nó còn rơi ra thịt nữa nè. Thịt con này coi... Ui, đi để chế tạo một cây gậy hả? Wow, có vẻ hấp dẫn nha. Yeah, lại là mấy cái con son môi nè, son môi mà cứ tìm mình hoài á. Rồi, đặt đường qua đây thôi. Ui, đây có hết crystal sát nữa nè. Lượm về, được thêm 2 cái nữa. Là tổng cộng mình có 8 cái rồi đó. Wow, lay quay là mình được thêm một cái trái tim nữa rồi đó. Một cái giáp ngựa bằng sắt. Cái này hình như mình có thể chế tạo được. Đúng rồi, mình có thể chế tạo được nên chắc không cần lấy đâu. Cây cúp sắt nè. Cúp sắt thì không có gì đặc biệt. Rồi, đi tiếp qua đây thôi. Tại vì mình thấy một cái rương. Cuối cùng cũng có kim cương. Đây cũng tính là đi mai mà đúng không ta? Đây cũng tính là mình đi mai mà. Vớt cái gì đây? Vớt đá nè. Đó, phải vậy chứ. Và bên đây thì chỉ có đuốc thôi. Cái đuốc, và cái đuốc này á, thì nó sẽ không bị tắt nhá. Còn cây lít thoát á, thì nó sẽ bị tắt theo thời gian. Cho nên tốt nhất là nên nâng cấp lên. Và cái này thì mình cũng có thể nâng cấp bằng cách xem nào. Cái này thì mình có thể cho cái glowstone base vào ấy. Và dưới con đường hả? Xuống luôn. Đâu? Xuất hiện đi. Ủa nãy mình mới thấy con nào mà ta? Còn kêu gì nữa mà. À đây, hết crystal sát nè. Ui, vậy là mình sắp có thêm một trái tim rồi. Bước cái xô nước này ra, cắt vô trong đây đi, để không thôi một hồi mình làm lạc mất á. Rồi, lấy lại ba lô, lấy lại cái xô. Lại đây. Này thì dám hù mình á. Lúc đầu thì mình còn hơi sợ thôi, chứ giờ hết sợ rồi. Và bên đây lại có thêm lava nữa. Redstone, redstone phải đào ra để lấy kinh nghiệm chứ. Đó, mình đi mai một xíu thôi là mình đã được 22 level rồi đó. Tại vì khi nâng cấp kỹ năng đào bới lên đó thì nó sẽ cho mình khá là nhiều kinh nghiệm khi đào những cái khoáng sản này. Cho nên cứ thoải mái mà đào và cày cấp thôi. Bên đây thì hết đường rồi. Và ở đây còn nữa. Suýt nữa thì mình lại bỏ sót sắt rồi ấy, ổ vàng rồi. Giờ thì lấy hết về thôi. Rồi lấy về. Lấy sắt về. Ui, con gì vậy? Ui, con gì vậy? Ui, còn đi xuyên tường nữa. Rồi ra các linh hồn. Ui, dưới đây toàn quái vật lạ thôi. Đây, có sắt nè. Ui, có vẻ không ổn rồi. Càng ngày quái vật lạ xuất hiện càng nhiều. Ui, đây là điểm báo ta. Không biết có nên lên không nữa. Ui, cái gì mới xuất hiện vậy? Thôi nha, không vui nha. Nhảy quá. Bên đây còn gì không nào? Bên đây có vẻ hết đường rồi. Tranh thủ lúc này chắc mình sẽ đào một đường thẳng lên trên thôi các bạn ơi, chứ giờ sợ lắm rồi. Quá thật lạ không mà. Kìa. Ui nó. Mình nói rang mà, có điểm rồi. Thôi nào, đừng có hù vậy nào. Ra quánh nhau đi, cứ hù như vậy hoài. Hình như hắn chạy rồi. Giờ đạp. Ui, thôi, bình tĩnh nào. Hắn chỉ hù mình thôi à. Tao quánh để quánh 1-1 đi chứ hù vậy hoài. Bây giờ làm sao mình đi lên ta? Mình đào mấy cái này. Đào một đường cầu thang lên là tốt nhất. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình lên trên nhá. Ở dưới đây một hồi thế nào bị mấy con quái này nó hù. Chắc xỉu luôn. Thôi hẹn gặp lại các bạn khi mình lên trên nhá. Mình đã trở về nhà rồi và bây giờ thì mình sẽ mang một cây kiếm kim cương của mình ra, kết hợp với một ít kinh nghiệm mà mình có được sau chuyến đi mai này để chúng ta cùng nhau cường hóa lên nhá. Rồi, và mình sẽ hy vọng rằng á ra một cây kiếm có dòng sắc bén luôn, tại vì mình đang rất cần một cây kiếm mạnh một xíu để chiến đấu cho nó khỏe hơn. Rồi lấy cái luli ra nè. Rồi enchant luôn thôi, 34 level, kiếm kim cương và ten diffusing x2. Ô, cái này dòng gì năm luôn nè. Ồ, hay là bây giờ mình thử đổi cái dòng nó trước ta. Thử cái cung coi, cung lem nè, cung lem thì tốn hết 3 level hả? Ok, mình sẽ enchant thử luôn. Rồi, ui, nó đổi dòng rồi. Arrow Bicing. Ui, như tăng tốc độ lên cung nè. Đúng không ta? Cái đồng này như tăng tốc độ lên cung của mình á. Được, được. Rồi, cái tiếp nào. Flinging. Thôi cái dòng này mình chưa biết nên mình không dám enchant đâu. Mình chỉ cần cái dòng sáp nệt thôi, đúng cái dòng đó thôi cũng được nữa. Mình sẽ lấy một quyển sách để mình reset thôi. Dùng đây là cách tốt nhất để chúng ta có thể reset đây. Rồi, cho quyển sách vào. Protection 1 được luôn. Protection cũng khá tốt á. Rồi. Blade 2. Ok, tạm thời enchant luôn đi. Úp. Wow, nó được thêm dòng Luna Blessing nữa nè. Được 2 dòng luôn. Được. Là bây giờ mình sẽ nâng cấp hẳn lên cây kiếm này luôn để tấn công cho nó khỏe hơn các bạn ơi. Nhưng mà để đánh được cây kiếm này á, thì mình cần phải nâng cái attack lên cấp độ 16 lận. Và giờ thì mình mới cấp 8 thôi. Chắc mình sẽ cố gắng nâng nó lên thêm một vài cấp nữa đi. Để coi nào lên được cấp mấy ta. Mới cấp 13 là hết rồi. Kệ, từ từ lên cấp 16 dùng cũng được. Tạm thời dùng tiếp cây này đi. Rồi mặc áo giáp vào, ngủ một giấc rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ chế tạo một cây, một bộ giáp mới nhé. Bộ giáp này nó rách nhiều quá trời rồi. Giờ thì lấy sắt ra nè, nó có thêm kinh nghiệm nữa để chúng ta có thể nâng cấp tiếp nè. Nâng cấp tiếp cấp độ. Cái này cần 14 lận. Silver cũng đã xong luôn. Và bây giờ thì mình sẽ thử mặc cái bộ giáp silver coi. Đây là bộ giáp silver mà mình nhặt được nè. Hiện tại nó chỉ thiếu đúng cái quần thôi à. Đâu cởi ra hết coi, mặc vô. Wow, giáp silver hơi bị mạnh nha. Hơi bị đẹp nha. Wow. Như sức mạnh nó ngang đồ sắt thôi à. Mà nhìn nó đẹp cực, y như một chiến binh luôn ấy. Ngoài ra silver như còn có thể chế tạo được kiếm nữa. Mà nó yếu xìu. Chế tạo được kiếm nhưng mà kiếm yếu lắm. Nhưng mà dù sao thì bộ giáp này cũng khá là đẹp á. Và cho khá là nhiều thanh giáp cho nên tạm thời mình sẽ mặc nó nha. Và cái áo giáp thì chắc mình phải mặc thêm vào rồi. Tại vì cái áo giáp của mình nó có cái dòng cộng thêm cái áo giáp xanh á, nên rất là tốt. Và bên cạnh đó mình cũng có được một cái đội ủng nè. Mình sẽ mặc kết hợp giữa nhiều cái bộ giáp lại với nhau ấy, để được nhiều giáp hơn. Đó, giờ thì mình đã thêm được một cái thanh giáp nữa rồi nè. Wow, sự kết hợp giữa đồ sắt, đồ silver và đồ lưới, ra được một bộ giáp của một chiến binh rất là đẹp và mạnh luôn. Kế tiếp thì mình sẽ mang những cái hot crystal sắt này để mình có thể chế tạo thêm một trái tim nữa nha. Hiện tại thì mình đang có thêm 3 trái tim đúng không? Làm thêm một cái này nữa, vậy là mình có thêm một trái nữa là 4 trái tim thêm rồi. Yay. Sắp tới mình sẽ cố gắng tìm thiệt là nhiều để chúng ta lên thành 2 hàng trái tim luôn nhá. Và ngoài ra thì mình cũng gặp được khá là nhiều mấy con quái vật lạ ở dưới hang rồi. Chắc kiến thức về những cái con quái vật trong cái quyền trượng triệu hồi này cũng tăng thêm rồi đó. Giờ mình sẽ xem coi mình có thể triệu hồi thêm được những con gì không. Ui, mình triệu hồi thêm được con chuột màu xanh hồi nãy nè. Và cả những cái con quái vật trong mấy cái quặng nữa chứ. Để mình thử triệu hồi ra một con như vậy coi. Con này có vẻ mạnh nè. Wow, để mình cưỡi nó chịu. Hình như mình chưa có cưỡi nó được con này, hình như không cho cưỡi thì phải, nếu cho cưỡi thì nó sẽ có cái yên cưỡi ấy. Vậy là con này không cho mình cưỡi rồi, để mình thử triệu hồi một con khác coi. À mà khoan, đổi một cái. Mình sẽ triệu hồi một con nào cho đẹp đẹp một xíu. Ui, con này là cái con hồi nãy cạp vô người mình nè, nhưng mà nó sẽ rơi ra cái Ender Pie. Để mình thử triệu hồi ra luôn coi, kết hợp. Và mấy con quái trong đây nó có thể kết hợp lại với nhau các bạn ơi. Thành ra nếu mà mình triệu hồi thì nó sẽ có thể kết hợp lại như vậy. Đâu rồi? Mình hết phép thuật rồi. Cái này triệu hồi cần khá là nhiều phép thuật á. Ui, mình hết phép thuật mất tiêu. Là phải đợi cho nó triệu hồi theo phép thuật ấy. Nhưng mà không sao, hôm nay mình đã thử triệu hồi ra được một cái con quái vật núp trong mấy cái quặng nè. Hy vọng sắp tới mình sẽ thử kết hợp nhiều con bét lại với nhau ấy, để tạo thành một con bét cấp 2 và khỏe hơn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có một chuyến đi may khá là thành công với việc mang được rất là nhiều sắt về để sử dụng trong thời gian sắp tới. Và ngoài ra mình cũng đã chạm trán với được rất là nhiều mấy con quái vật lạ. Sắp tới mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái con quái vật khác để có thể triệu hồi ra thêm nhé. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.